Tiếp tục nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra phiếu chi này, chúng ta làm được những cái gì rồi. Chi đây rồi, tiếp khách công trình 1 mua rẻ. Rồi, chúng ta xem các cái chứng từ này, mua hàng này, xem chúng ta mua những cái gì rồi. Đây các bạn nhìn đấy, đã mua thế này rồi, xây dựng này. Rồi, chúng ta mua hàng rồi thì chúng ta phải xem nó xuất được, đã chúng ta làm chứng từ xuất gì rồi. Xuất bán hàng hóa này, xuất phục vụ thi công, phục vụ sản xuất này, ok. Vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy không? Ở trong cái xem lại cái bảng cân đối phát sinh nhá. Nó xem lại cái hệ thống tài khoản. À, 6271 6272 công trình sản phẩm rồi, ok. Chúng ta sẽ vào cái danh mục tài khoản. Cái thứ nhất, cái thứ hai chúng ta sẽ vào khai báo tài khoản kế chuyển. À, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp phần này, tài sản cố định nhé. Chúng ta thêm mới một cái tài sản cố định là cái mã tài sản này là 0001 đi nhá. Đây là máy vi tính rồi, ok. Đơn vị tính là bộ, loại là thiết bị dụng cụ quản lý. Ở đây chúng ta chọn 0101 2016 đi nhá. 21114 21414 rồi, ok. Tài khoản chơi 6424. Cái bộ máy tính này là chúng ta phục vụ cho bộ phận thiết kế. Nó đến 45 triệu cơ. Thời gian sử dụng là 36 tháng. Đã phân bổ là cứ ví dụ đi mà 3 năm à, 3 năm là 15 triệu một năm. Vậy là chúng ta đã khấu hao 15 triệu rồi đúng không? Nhưng ở đây chúng tôi không đánh 15 triệu mà chúng ta đánh 14 triệu 500 để thấy cái sự khác biệt. Không nhất thiết là các bạn nữa, nó khấu hao là cứ phải đúng theo thời gian đâu. Phòng ban không được bỏ trống rồi, ok. Ở đây phòng ban đây, chúng ta chọn phòng kế toán, phòng thi công công trình, phòng thiết kế đúng không, phòng hỗ trợ đi rồi, ok. Thế thì chúng ta đã làm xong phần tài sản. Thế thì các bạn lưu ý này, trong quá trình phát sinh các cái công trình ấy thì ở đây chúng ta có mấy công trình, hai công trình đúng không? Thế thì ở đây chúng ta khai báo trong phần tài sản này. Cái này là cái gì? Tôi giải thích cho các bạn, cái này là cái phần phân bổ tài sản theo từng công trình. Tức là cái tài sản đấy nó trong 3 cái tháng đầu nó phục vụ. Tài sản phân bổ giá trị tính khấu hao tài sản theo công trình. Ở đây thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày mùng 1 và đến 31 tháng 3 nhé các bạn. Tức là sau 31 tháng 3 thì cái tài sản này nó không phục vụ cho riêng một công trình nữa. Hệ số ví dụ thằng này là 75% đi. Khoản mục chi phí là chi phí chung. Rồi, ok. Các bạn chọn tiếp vẫn là tài sản này. Công trình 02. Ok, các bạn là thằng này 25%. Tức là cái này thường người ta căn cứ vào ca máy. Các bạn lưu ý là căn cứ vào ca máy để có thể phân bổ nhé. Lưu này. Rồi, ok. Đầu tiên các bạn làm này. Khấu hao tài sản cố định. Tính khấu hao. Ở đây các bạn chọn tháng 1 đi. Nhá. Tính khấu hao tài sản cố định. Tính tháng 1 thì các bạn nhìn thấy có sự khác biệt ở đây. Đây các bạn nhìn thấy không? Cái máy vi tính này mặc nhiên nó tính là nó tính vào cái tài sản cố định, vào cái tài khoản 6424 là của bộ phận chi phí quản lý. Thế nhưng mà cái máy thi công này trong kỳ này thì nó cụ thể cho hai công trình luôn. Bạn nhìn thấy là công trình 1, công trình 2 này. Chi phí sản xuất, khoản mục chi phí là sản xuất chung, và cái thằng này
275% và thằng này là 2 triệu 7. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các bạn chọn lưu. Tháng 1 xong nhá các bạn. Thế thì khi các bạn xem cái báo cáo quản trị nhá. Tôi ví dụ các bạn báo cáo quản trị này. Sổ cái theo hình thức nhật ký chứng từ này, nhật ký chung này. 627 đây. Các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta nhìn thấy rất là dài các cái thông tin khác nhau đúng không? Chúng ta bỏ bớt đi. Rồi, đối tượng tên đối tượng mã đối tượng tập hợp chi phí mã thống kê không cần mã khoản mục chi phí. Ok để đấy mã nhân viên không cần số hợp đồng. Bỏ bớt đi. Những cái này chúng ta không cần xem đúng không? Ngày ghi sổ chứng từ hóa đơn hóa chi phụ cái này bỏ bớt đi. Tài khoản rồi ok diễn giải đối ứng ngoại tệ bỏ hết đi. Gọn lại đúng không? Cho gọn lại nha. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây cái đối tượng tập hợp chi phí là các bạn kéo thả nó lên đây. Thì các bạn nên nhìn thấy ở chơi đây. Cụ thể là có khấu hao đây. Khấu hao tài sản này, có đây là cái chi phí khảo sát công trình nhá, khấu hao ở đây rồi các bạn nhá, nhìn thấy chưa? Bạn nhìn thấy chúng ta đóng này, chúng ta thêm báo cáo này. Kiểm tra tài khoản phí. Rồi. Bây giờ rất nhiều công đoạn đây. Chúng ta bắt đầu làm gì? Chúng ta bắt đầu kết chuyển số liệu. Đầu tiên ấy là chúng ta vào hệ thống tài khoản này. Nó xem này, đầu cái thứ hai là tài khoản kết chuyển này. Đấy, bây giờ thế này. Mấy cái này chúng ta phải bỏ hết, đúng không? Cái này không dùng. Nó xóa đi. Thế bây giờ 621 này thì chúng ta nhìn thấy này, 621 621 rồi. 6211 về chi phí nguyên vật liệu công trình đúng không? Chúng ta xóa sửa đi. Chúng ta sửa nhá, chúng ta xóa đi. Trực tiếp công trình này. Ở đây chúng ta một này nhá. Chúng ta thêm mới một cái này. Mã kết chuyển. Rồi 6212 về 154. Ở đây thứ tự là cứ để số 1 đi nhá các bạn. Từ tài khoản 6212. Kiểm tra lại cái hệ thống tài khoản đó. Kết chuyển chi phí nha các bạn nhìn thấy này. Đây chúng ta kiểm tra lại tài khoản 154. Giống nhau đúng không? Chúng ta hệ thống tài khoản này ok. Các bạn thêm mới này. Là 621 6212 về 154. Số thứ tự 1
6212 về 1542 rồi, ok. Loại cái chuyển là cái chuyển nợ, cái chuyển này cái rất rõ. Chi phí đây là chúng ta ghi diễn giải này, cái chuyển chi phí phí nguyên vật liệu trực tiếp sản phẩm. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng chỗ này nha các bạn. Ở đây là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp này cho công trình và cái chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm. Các bạn, từ giờ các bạn chỗ này các bạn chọn xóa nhá, các bạn làm lại cái cho nó dễ đúng không? À, chỉ mã cái chuyển là 6211 này, nó phân biệt cái chỗ 154, phân biệt cái chỗ này cho nó dễ. 6211 về 1541 đây. À, 6211 621 1541 rồi, ok các bạn này. Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu công trình. Đấy, các bạn phải ghi cụ thể cái này này. Để làm sao? Nhầm, ở chỗ này có chuyển chi phí nha, các bạn lưu ý là ghi nó phải rõ ràng. Rồi, đến 622 cũng thế. Đây, chúng ta sẽ chuyển mã sẽ chuyển là 6221. Số thứ tự là 2. 6 6221 về 1541 là chi phí nguyên vật liệu của công chi phí nhân công của công trình nhá. Lại quên lại nhầm. Đấy, ok. Đấy, cho nó lên đây, đúng không? Mã này sao lại mình cái thứ thiếu nhỉ? Làm gì mà các bạn xem nhiều, mình cứ cà cuống lên thế này. 6221 về 1541. Thứ tự 2 từ tài khoản 6221 về 1541. À, loại đây cái chuyển chi phí, cái chuyển chi phí nhân công về công trình. Rồi, ok các bạn chọn lưu. À, chắc là đéo đẹp rồi đấy, nó đẹp rồi đấy đúng không? 6222 về 1542 rồi, ok. Thứ tự là số 2 từ tài khoản 6222 về 1542. Cái này là cái chuyển, chọn cái chuyển chi phí này. Rồi, ok các bạn nhé. 623 là công trình không cần. 623 này không cần. 623 này chúng ta cũng phải 623. Cái chuyển chi phí 623 không cần, mấy cái này không cần. Xóa. Rồi, ok. Thằng này chúng ta 6231 về 1541 của công trình. Thằng này, cái thằng 623 này ấy, chi phí này là chi phí máy thi công công trình. Cái này chỉ có thằng công trình cho các bạn nhá, nó chỉ là 1541 đấy nhá. Rồi bây giờ 627. Cái phần này rất quan trọng các bạn. Cái phần này nó quyết định cái việc mà các bạn khai báo chi phí. Ở đây chúng ta nhìn thấy này, đối với tài khoản 627 nhá, 627 nó có được tách ra theo cái hệ thống này. Thằng 6271 nó phục vụ cho công trình thì nó được chia ra thành nhiều 6271. À, 6272 chia ra cho sản xuất sản phẩm.
Cái này thì tôi không 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 có bình luận nhiều về cái tài khoản 627 này. Tại vì 627 này để chúng ta là dành để phân bổ chứ không dùng cái chuyển. Thế thì ở đây ấy, thì các bạn nhìn thấy cái chức năng phân bổ 627 này là ở đây chúng ta vẫn khai báo cái chuyển bình thường. Ví dụ như này. Khai báo cái chuyển bình thường nha các bạn, nhưng mà cái chuyển này giải thích này. Giải thích cho các bạn nhé. Giải thích đâu rồi? Cái file mình giải thích đâu nhỉ? Ôi chả thấy đâu. Rồi vào đây. Giải thích cho các bạn hiểu chỗ này này. À, các bạn nhá, chữ màu đen đi cho nó dễ nhìn. Này. Tài khoản nó đánh cái cà cuống, đánh chậm thế này. Tài khoản 627 có một số cái chi phí đã cụ thể cho từng đối tượng chi phí. Các chi phí không cụ thể. Vậy ở chỗ này làm thế nào? Thằng này này. Cái chuyện. Thằng này. Phân bổ. Đấy. Vậy chúng ta khai báo cả hai. Chạy cái chuyện trước. Rồi, ok. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Số lượt view đã lên đến 60. Chúng tôi rất mong các bạn chia sẻ ra để nhiều người cùng tham khảo về phần mềm. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện khai báo xóa này. Đối với cái phần thứ nhất này, chúng ta có hai tài khoản 627 cho hai lĩnh vực. Một, xây dựng. Hai, sản xuất. Này. Thế chúng ta chúng các bạn nhìn thấy này. Ở trong này nhá. Các bạn nhìn thấy bảng hệ số kết chuyển chi phí. Cái này nó rất quan trọng cho các bạn này. Ở đây chúng ta khai báo tài khoản và khai báo hệ số. Thế thì cái hệ số này nó căn cứ vào cái gì? Đấy. Cái căn cứ này ấy, là cái mà các bạn tính ra. Ví dụ như trong cái quá trình phân bổ thì chúng ta chia cái tài khoản 6272 cho hai công đoạn như nào. Ở đây nha các bạn nhìn thấy này. Chúng ta làm tỉ mỉ chỗ này tí vì các bạn sẽ còn vướng bận rất nhiều cái chỗ này. Mã kết chuyển là chúng ta chọn là 62771 về 1541. Thứ tự là 4. Từ tài khoản 6271 về 1541 là của công trình nha các bạn. Rồi ok. Nhưng riêng cái tài khoản mà đâu rồi? Là cái chuyển lãi lỗ thế này. Đấy, vào đây chọn sửa thành cái chuyển chi phí. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Thế đối với cái sản xuất sản phẩm ấy thì cái yếu tố của nó đối với cái tài khoản 627 nó là có cái đặc thù riêng. Nó không như công trình thì cụ thể từng đối tượng.
Công trình thì vẫn còn này, công trình thì có những cái là đã cụ thể và có những cái không cụ thể. Nhưng đối với cái sản xuất sản phẩm ấy, thì chúng ta phải bắt buộc phải phân bổ hết toàn bộ cái chi phí 627. Bởi vì nó không cụ thể ở sản phẩm nào, các bạn sản xuất rất nhiều sản phẩm khác nhau. Diễn giải này, phân bổ chi phí chung sản phẩm. Đây, tính từ ngày 01/01 đến 31/12/2000 2999 đi, nó thoải mái. Các bạn chọn số 01 này. Ở đây tài khoản chờ phân bổ 6272 154421 đấy. Không có đối tượng các bạn nhá. Khoản mục chi phí là chi phí chung này. Sản xuất chung. Chúng ta phải sửa lại theo hệ thống đi nhé. Cái mã khoản mục chi phí này nó là đây, xóa đi cái này nó lẫn lộn. Nó lẫn lộn vì ở đây chúng ta làm cho một cái doanh nghiệp mà họ có các cái bộ phận khác nhau. Đây, chúng ta đã khai vào. Rồi đã có phát sinh. À, thế chúng ta sẽ tìm nhé. Tí nữa chúng ta sẽ có cách để chúng ta tìm. Ok, chúng ta cứ khai báo bảng phân bổ này. Tốt nhất là chúng ta cứ tìm cái số liệu liên quan đến thằng này trước. Báo cáo này. Sổ cái theo hình thức nhật ký chung và phát sinh này. À, tất cả đi, tất cả các tài khoản đi. Đây, các bạn nhìn thấy không? À, đây, chỗ này là sai rồi đúng không? Mấy cái phát sinh này. Rồi, ok, chúng ta bỏ ghi này, sửa hết toàn bộ những cái này. Thì đó không phải là chi phí sản xuất chung này, mà là nó sản xuất chung này, đúng không? Phải sửa hết, đúng không? À, một cái tính năng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, đấy là chi phí chức năng tìm kiếm và sửa hàng loạt. Tìm kiếm và sửa hàng loạt, đây là chúng ta chọn khoản mục chi phí rồi. Khoản mục chi phí rồi, bắt đầu bằng chi phí sản xuất chung. À, tìm số liệu từ ngày 01 đến 31/12, chúng ta chọn đồng ý. Nó ra hết toàn bộ cái này, chúng ta chọn sửa hàng loạt. Đấy, các bạn nhìn thấy có chức năng sửa hàng loạt không? Nó rất là hay, khoản mục chi phí này. Ở đây chúng ta giá trị cũ chúng ta chọn là chi phí sản xuất chung này. Giá trị mới chúng ta chọn là chi phí sản xuất chung này. Chúng ta đồng ý. Chờ tí phần mềm nó sửa hết. Ok, đã sửa hết rồi. Không phải ngồi làm mãi đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó đã sửa sang cái mã phí này hết rồi. Đấy, chúng ta vào cái khoản mục chi phí chúng ta xóa bớt đi những cái chúng ta không cần đi nhá. Thằng này là có gì báo gì. Rồi, ok các bạn liên tiếp này, xóa tiếp này. Cái này không cần nhá. Nguyên vật liệu cũng có rồi đúng không? Xóa này đi, chúng ta lại tìm kiếm tiếp ở đây nha các cái. Rồi, chúng ta tìm kiếm tiếp này, tìm kiếm này. Khoản mục chi phí bằng chi phí nguyên vật liệu. Chúng ta chọn đồng ý. Sửa hàng loạt rồi ok, ở đây rất là nhanh đúng không các bạn? Khoản mục chi phí chọn nguyên vật liệu trực tiếp. Là giá trị cũ là cái này, chúng ta sửa sang cái giá trị mới là nó là chi nguyên vật liệu trực tiếp rồi ok các bạn. Sửa hàng loạt rồi ok. Các bạn đã xong nhá. Ở đây chúng ta vào tiếp cái phần này. Chúng ta xóa hết đi. Xóa rồi ok các bạn này, thằng này cũng xóa đi. Rồi, thằng này cũng xóa đi. Thằng này chắc là nó hỏi có chi phí con đúng không? Refresh cái, ấn F5 cái nhá. Chúng ta chọn xóa xem nào. Đấy, ok. Các bạn đã nhìn thấy là
Rồi bây giờ chúng ta vào phân bổ chi phí bảng kết chuyển hệ số kết chuyển chi phí này. Ở trong này rất quan trọng. Phí chung cho sản xuất phẩm. Ở đây chúng ta chọn ngày 01/01 31/12 99 rồi áp dụng luôn từ năm này qua năm khác đúng không? 01 đi. Tài khoản chi phí rồi 272. Rồi ok. 15421. Đây, đối tượng không cần chi phí sản xuất chung. Sản xuất chung rồi ok. 6272 15422. Rồi các bạn này. Tôi giải thích chỗ này cho các bạn nhé. Tôi không thấy các bạn nào có bạn nào comment lên cái video của tôi. Các bạn nào Ngọc Bít gì đây, Ngọc kinh doanh xe Bít à, nó không thấy ai comment hỏi cái gì nhỉ. Ở sau này tôi phải xem lại xem còn có ai quan tâm ở chỗ này, có ai comment cái gì không nhá. Các bạn cứ comment đi, comment này mình sẽ giải thích cho các bạn. Hy vọng các bạn chia sẻ giúp mình để nhiều người biết đến, nhiều người được theo dõi và theo cái cách nào đấy thì nhiều người sẽ được tham khảo cái phần mềm. Thực ra tôi nói là học thì nó cũng sắp tới chúng tôi có quy trình đào tạo, nhưng mà đây cái hệ số này chúng ta chưa nhập vào các bạn nhé, khi nào chúng ta tính ra chúng ta nhập vào. Ok các bạn để đấy. Rồi bây giờ chúng ta thử chạy cái chuyển cái xem thế nào đúng không? Cái này là chi phí công trình này, cái chuyển chi phí nhá, chúng ta thử chạy cái chuyển chi phí xem nó ra làm sao đúng không. Đây là 31 mười attempt to derive by table không được, cái chuyển chi phí không được bỏ trống tài khoản chi phí nào, khai báo có cái gì bị lỗi. À đây chắc là mấy thằng này trùng nhau gì. À đây năm hả? Rồi ok, có cái phần bảng. À dạ phải đánh vào đây là một đi. Công trình là đầu tiên này, cái chuyển chi phí này. Rồi ok các bạn 31/12. Rồi 31/12. Rồi ok các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó kết chuyển rất rõ ràng ở đây là các cái tài khoản hệ số kết chuyển. Đấy, chạy cho các bạn cái này. Chạy cái bảng hệ số tỷ lệ phân bổ này. Sửa đi. Cái này cũng có một vài cái tính năng là ấy đấy, không không phải là mình cái chuyển là nó chạy được liền đâu. Cái chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, đây tài khoản không hiện ra, có vấn đề gì đây? Chi phí chung công trình xem mức độ phát sinh nó nào. 6211 của công trình đưa về hệ thống tài khoản đâu. Một năm tư công trình báo cáo sáu hai một hai xem lại. Bậc tài khoản lên 4 đi, xem cả luôn 62121. À đúng rồi, chúng ta không không khai báo cái này theo kiểu này được, chúng ta phải chi tiết nó ra từng tài khoản, không đi theo song hành như này được. Ở đây chúng ta theo tài khoản kết chuyển nhé, rồi chúng ta chọn đây 62621. Rồi kết chuyển chi phí
Có phát sinh chưa? Sau 2121 đây sản ra thành phẩm. Công trình chưa có đúng không? Công trình chưa có các bạn ạ, à. Công trình chưa có. Rồi ok, chúng ta chọn đóng giao diện hết đi, chúng ta làm cái phiếu xuất nữa cho nó hiện số liệu lên. Xuất cho công trình. Đây rồi, có cái này rồi. Ồ rồi. Rồi, nhầm tài khoản đây. 6211 Ctrl M. Ok, các bạn đã sửa hết tài khoản đúng không? Đấy, lưu. Thế ở đây chúng ta có cái phần này tí, chúng tôi làm cái chỗ này nó ấy quá, hơi tiết kiệm quá, đúng không? 621. Thằng này kết chuyển này, 1 1 rồi ok. Tiếp theo, 1 tiếp. 621 2 2 về 15422. 621 22 về 15422. Cái chuyển chi phí. Nha, chạy thử nhá, chạy xem biết nào. Đây các bạn nhìn thấy nó hiện lên tài khoản đây đó, chi phí chung. Chi phí chung đấy, đúng không? Nó lên tài khoản đây, công trình ra công trình này. Phân tích luôn theo công trình này, nhìn thấy không? Đối tượng tổng hợp chi phí theo đối tượng tổng hợp chi phí luôn này. Cái chỗ này chi phí chung chưa hiện ra đúng không? Chúng ta khai báo một tí. Sửa lại khai báo một tí. Đây rồi, ok, bắt đầu từ 627 này. 627 11 nhé các bạn. À, xóa đi. À, làm cái này nó khó cho các bạn. 627 11 về 1541. Thứ tự là 3. 627 11 về 1541 rồi ok. Kết chuyển. Rồi ok. Tiếp theo cái thứ hai nhé. 627 12 về 1541. Thứ tự số 3 từ tài khoản 627 12 đến là 1541. Rồi ok, copy chỗ này tí làm lại đỡ phải mất công đúng không? À, 627 13 đến 1541. Số thứ tự 3627131541. Cái chuyển chi phí. Cho 2714 đến 1541. Thứ tự 3627114 1541. Đấy, chúng ta làm ra vấn đề gì thôi đúng không? Không vấn đề. Đây là chi phí khấu hao tài sản cố định các bạn nhé. 627 xem nào. 627 15 15 số 3 1541. Sáu hai bảy một bảy số thứ tự 3 đây là về 1541. 627 17 1541. Pin điện thoại rồi.
6271815411, thứ tự số 3, tài khoản 62718, đấy là có 15441. Rồi ok các bạn chọn đây nhé, chúng ta sẽ cho nó lên hết số liệu không sai tí nào. Đấy các bạn nhìn thấy không, nó đã cụ thể cho các bạn nhá. Thế có ai comment hỏi cái gì không? Thằng này là trực tiếp sản phẩm rồi này, ok công trình ok hết rồi này. Rồi sau khi chúng ta làm ấy thì chúng ta đấy là ok chỗ này rồi đúng không? Chúng ta xem cái số liệu chúng ta phát sinh đến đâu. Xem một tí về số liệu phát sinh các bạn nhé. Đây 02, xem chúng ta có làm đến tháng 2 không? Có các bạn nhé, có. Sao thằng này phân bổ chỗ này là cái gì đây? Phân bổ của dụng cụ tháng 2. Ok. Các bạn xóa đi. Ta chỉ làm mỗi tháng 1 thôi. Đúng không? Hàng này là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Đây. Phiếu chi. Chúng ta sửa đi. Cho nó thành 26 tháng 1 đi. Chắc là chúng tôi đánh nhầm ấy. Đấy, vì chúng tôi ý định làm trong cái tháng 1 thôi. Refresh cái nhỉ. Rồi ok, chỉ làm tháng 1 thôi các bạn nhé. Ví dụ tháng 1 cho các bạn thôi. Một tháng thôi là các bạn nắm hết rồi. Bây giờ chúng ta có công cụ dụng cụ rồi, có tài sản rồi, còn lương. Đúng không? Phần lương. Phần lương thì chúng ta có làm bằng cái này không? Có hạch toán bằng cái cách chấm công hay không? Chấm công ok. Cái này lúc nào mà các bạn làm phần mềm trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cụ thể, và có thể là sắp tới liên quan đến cái bài bài giảng ấy. Cái bài giảng mà các bạn biết là cái bài giảng toàn bộ về cái phần mềm kế toán này theo thứ tự từng buổi, và hướng dẫn các bạn lập làm chứng từ với bộ số liệu giả định của chúng tôi. Đấy, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức làm thứ tự từng cái một. Ở đây chúng ta làm bảng lương cái này nhé. Sau đây chúng ta làm bảng lương, có bảng chấm công mới lập được bảng lương này, có bảng lương thì mới hạch toán được nhé. Ở đây chúng ta hạch toán phần này, chúng ta dùng chứng từ chung để hạch toán lương. Đấy, chứng từ chung này để hạch toán lương. Nhưng mà ở đây thì thôi, chúng ta chưa cần đến mức phải là ấy, phải là làm cái lương ở chi phí, nó cũng thế, chi phí lương thì cũng như phân bổ cái khác thôi. Chúng ta bây giờ chúng ta vào cái chuyển chi phí này. Xin lỗi các bạn nhé, đang có khách hàng alo đến. Đấy, tạm thời dừng một tí. Rồi ok các bạn nhìn thấy này, chúng ta kết chuyển chi phí 3101 3101. Rồi ok các bạn nhìn thấy không, chúng ta kích lưu một phát xong. Ta vào báo cáo xem nào. Rồi, chọn tháng 2 rồi. 013101 rồi ok, hiển thị số dư hai bên cho các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây là chi phí đã kết chuyển. Còn cái thằng 6272 này ấy, thì là nó phân bổ cho công trình, phân bổ cho từng sản phẩm. Chúng ta vào phần nghiệp vụ này, phần bảng kết chuyển hệ số phân bổ này, chúng ta bắt đầu đưa vào này. Ở đây là chúng ta trước tiên chúng ta làm công trình. Thế thì đối với công trình ấy, nó tập hợp vào tài khoản 1541. Ở đây bảng công trình và giá thành công trình là 1541 nhá các bạn, chọn tất cả để nó hiện lên hết, kệ nó nhá. Nhưng ở đây nó chỉ hiện công trình thôi. Tổng chi phí của tài khoản 1541 là 1925 591 111 đúng không? Chúng ta xem báo cáo
xem nó có đúng không, nó có đúng theo số liệu đấy không. Ở đây nó không phải là 1935 mà trong bảng giá thành bao nhiêu? Một chín hai năm, 1935, bây giờ còn 10 triệu đúng không? Còn 10 triệu chúng ta vào phân bổ này. Chúng ta chỉ cần tìm nó dễ, không có gì cả. Thằng này tài khoản 1541, còn mục chi phí đây 9 triệu 6 đây các bạn này. Đấy, nó còn 9 triệu 6 này, chúng ta phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đi, phân bổ vào đây. Các bạn kích vào nút phân bổ, các bạn nhìn thấy nó chia cho công trình đây, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đây, ok nhá. Lưu này. Ngày 31 tháng 1 nhá. Bảng phân tích giá thành công trình chúng ta quay lại xem nào. Chọn nhớ chọn tài khoản này không, nó hiện lên cả cái giá thành sản phẩm. Các bạn lại thắc mắc 1935245111 rồi, ok. Hình như nhớ không nhầm thì hình như vẫn chưa đủ. Rồi ok, đã phân bổ xong đúng không? Thế có nghĩa là giá thành công trình các bạn đã lên rồi. Thì 621 cũng thế nha các bạn nhé. Như nhau. Nó không có gì là khó cả. Thế cái công đoạn mà chúng ta làm cái phần thành phẩm mới là cái vấn đề quan trọng. Đây các bạn nhìn thấy không? Giá thành công trình mấy cái chi phí nhân công với máy thi công với thầu phụ thì nó cũng thế. Nó đi trực tiếp vào rồi. Nhân công thì nó như nguyên vật liệu, các bạn làm được cụ thể từng công trình, còn lại bao nhiêu thì chúng ta phân bổ nhá. Máy thi công thế, máy thi công nó như 627. Rồi bây giờ chúng ta kế chuyển cái phần giá thành sản xuất. Giá thành sản xuất thì chúng ta xem cái bảng tập hợp chi phí giá thành nào, nó là có cái gì rồi, nhầm rồi, đây là ông công trình năm thứ hai rồi, ok. Các bạn đây có hai sản phẩm rồi, chúng ta còn thiếu cái gì nữa? Có nguyên vật liệu chi phí rồi đúng không? Chúng ta còn thiếu số lượng nhập kho. Đây, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta nhập kho sản phẩm sản xuất nhá. Nhập kho này. Đối tượng thủ kho đi. Thủ kho đâu rồi? Thủ kho phân xưởng 1 rồi, ok. Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm nhé, xuất rồi, ok. Nhân 31 tháng 1 đi, tôi cứ ví dụ như thế đúng không. Thà bán thành phẩm gạch mộc đặc này, kho kho bán thành phẩm nhé. Ở đây ở chỗ kho này, kho bán thành phẩm, các bạn lưu ý này, các bạn nhập kho chỗ này ấy, là chúng ta để trùng tài khoản 15421 số lượng 1.000 2.000 đi rồi, ok. Đơn giá chưa cần đúng không, đơn giá nó tính giá thành nó áp vào thôi. 15421 đây 2.500, 25.000 đi, gì ít thế, nó khó làm đúng không, làm gì có ai sản xuất à? Rồi, có ai thắc mắc cái này không? Mình nghĩ là có bạn sẽ hỏi tại sao định khoản như thế này. Xem nào, có ai comment cái gì không? Không thấy comment cái gì. Thế là các bạn chờ tôi giải thích luôn đấy, đúng không? Không ai comment cái gì. Cũng thấy không, không thấy có người like trang, cũng không thấy có người like trang để có thể theo dõi liên tục các cái phần tiếp theo. Hôm nay chúng tôi chỉ làm được khoảng 10 phút đến 15 phút nữa thôi. Chúng tôi sẽ phải giải thích cái này này. Đây nhá, các bạn nhìn thấy này.
khi chúng ta cái chuyển chi phí từ tài khoản 621,622,627 về 154 có nghĩa là phát sinh nợ 154 đã có. Nha, vấn đề còn thiếu là số lượng nhập kho và giá trị trong kho. Đúng không? Cái phần này có nghĩa là trên bảng chỉ mới có trên bảng cân đối phát sinh tài khoản. Còn trong kho chưa có. Vậy nhập kho chỉ là hình thức để tăng giá trị và số lượng vào kho, đồng thời để tính giá thành sản phẩm nhập kho. Đấy, các bạn, có người sẽ hỏi là tại sao lại như thế mà chả thấy ai like, tôi cứ phải ấn nút like cái cho nó máu, đúng không? Cho nó đẹp. Thế là các bạn đã hiểu cái chỗ này tại sao mà lại chúng tôi lại nhập kho chỗ này ấy, là cái tài khoản này nó như thế nào, nhưng mà khi xuất là nó khác các bạn nhá. Xuất là nó lại khác ấy, thế nó không như thế này đâu. Thế thì chúng ta quay lại cái giá thành sản phẩm. Có số lượng nhập kho rồi đúng không? Giá thành sản phẩm ở đây chúng ta chọn 1542, chúng ta sẽ nhìn thấy là đã có số lượng nhập kho thì có nghĩa là đã tính ra giá thành đơn vị. Các bạn nhìn thấy không? Có giá thành đơn vị rồi. Đấy. Khi mà có số lượng nhập kho ở đây thì bây giờ tiếp theo là chúng ta làm gì? Chúng ta tính giá nha. Ví dụ chúng ta tính giá cho thằng đầu tiên là thằng quả quả. Đây, các bạn nhìn thấy không? Số lượng này chúng ta cập nhật giá phát, ok. Thế các bạn quay lại cái phiếu nhập kho này. Đã có giá trị 204 triệu. Đây, quay lại đấy, đã thấy có số liệu. Ok chưa? Các bạn nhìn thấy không? Có đơn giá đây rồi, có thành tiền đây rồi. Chúng ta lúc nãy chúng ta chỉ mới nhập số lượng thôi. Thế thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta lại xuất kho tiếp nhá. Ông này là ông thủ kho, tôi cứ lấy ví dụ thế thôi. Xuất kho này, lại mất tiếng, xuất kho này, bán thành phẩm, sản xuất sản phẩm. Cái chỗ này tôi chắc chắn là sẽ rất nhiều người quan tâm. 31 tháng 1 tôi cứ lấy ví dụ ngày nhá, theo thứ tự các bạn làm thì tùy các bạn nhá. Bán thành phẩm này 2 rồi, ok, chúng ta làm xuất kho từ kho bán thành phẩm, Ctrl em mở cho nó hết đi. Ở đây chúng ta nhìn thấy này, chuyển từ ghi có tài khoản 15421 sang 15422 có nghĩa là xuất cái thằng này vào để phục vụ sản xuất thành phẩm, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy rất rõ đúng không? Chứ ở đây chúng tôi không đưa ra giải pháp này. Đâu rồi? Ở đây đúng không? À, các bạn này. Việc xuất kho phục vụ xuất kho bán thành phẩm. Về thực tế là từ công đoạn trước chuyển sang công đoạn sau, chứ không phải các bạn nhập về 155 sau đó lại xuất vào 621, nó không phải như thế nhá các bạn nhá. Nhìn này, cái này rất quan trọng, các bạn làm giá thành các bạn ơi. Đây là giá thành hai công đoạn. Đúng không? Chứ
10 công đoạn thì làm sao? Sao? Chả nhẽ các bạn cứ lặp đi lặp lại cái là cứ lên 621 à? Đấy 621 là của bán thành phẩm ấy, bắt nháo chỉ thiên nó lên đấy là một cục cái này chả biết là thằng nào. Rồi 155 thì cái thằng bán thành phẩm mới chuyển vào 155 mới ra 154 cũng như cuối kỳ dở dang sản phẩm chính là số dư trên tài khoản 154 chứ không phải các bạn nhập vào trong cái chỗ là tài khoản 155 nhập thành nhập bán thành phẩm về 155 sau đấy lại quay lại xuất vào 1621 để đưa về 154 đấy, nó lộn mấy vòng đúng không? Mà hai nữa là cái dở dang cuối kỳ về bán thành phẩm các bạn cứ nằm trên 155 cả, nó không phải đã dở dang là nó phải nằm ở 154, bất kể là ông làm công trình hay là ông làm sản phẩm thì đã dở dang là 154 chứ không thể là 155. Thế ở đây lúc nãy là tôi có nhập kho cái bán thành phẩm này là 20.000 nữa, tôi chỉ xuất 10.000 thôi. Đúng không? Tôi chỉ xuất 10, thằng này tôi xuất 12.000. Để phục vụ cái gì? Thằng này nó sản xuất ra cái sản phẩm này. Chi phí này gọi là công đoạn trước chuyển sang. Các bạn nhìn thấy không? Nó nằm là vấn đề nó nằm ở chỗ này này. Công đoạn trước chuyển sang. Đối tượng thằng này sẽ là gạch đặc A và gạch hai lỗ A. À, chúng ta ở đây chúng ta lưu ý này. Việc tính sản phẩm như đơn vị này nó đơn thuần là thành phẩm một loại. Một loại như nào? Gạch đặc A thì gạch đặc A thì chỉ có một loại. Nhưng gặp phải doanh nghiệp cái gạch đặc phân ra thành A phẩy B phẩy C thì các bạn làm thế nào? Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó câu chuyện của nó không phải đơn giản chỉ là tính như này. Tôi thì giới thiệu tính năng cho các bạn thôi. Chứ về bản chất là các bạn làm thế nên nếu mà doanh nghiệp mà họ làm đơn giản gạch đặc A với gạch đặc B nhưng mà rõ ràng khi bán thành phẩm cho khách hàng thì A phẩy B phẩy C có giá bán khác nhau. Thế các bạn áp dụng cái gì để các bạn làm? Lúc đó chúng ta áp dụng thêm phương pháp tính hệ số để phân ra các sản phẩm A phẩy B phẩy B phẩy C. Đấy. Ở trong này chúng ta có một cái chức năng gọi là bảng hệ số tỷ lệ. Ở đây tôi ví dụ thế này. Bảng hệ số tỷ lệ cho cái hai cái sản phẩm này. Nó là ở đây ví dụ như nhiều loại thì các bạn đánh thằng này. Thằng này nó là giá thành trong tổng giá thành của nó này. Ở đây là trong tổng giá thành thì A phẩy B phẩy C chiếm bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu phần trăm? Rồi ok. Nhưng còn phải căn cứ vào hệ số và số lượng nhập kho bạn mới tính được giá thành mấy thằng này. Quả là khó. Đấy các bạn thấy không?
Nhưng đối với chúng tôi, nó làm được hết. Các bạn này, kể cả có hàng ngàn sản phẩm cũng ok. Các bạn lưu ý ở chỗ này, chúng tôi làm được toàn bộ cái hệ số này, chúng ta làm được thằng này hai, thằng này ví dụ như một, thì có nghĩa ở đây ấy, là nó tự chia ra cho các bạn ở đây là thằng này chiếm 2 phần và thằng này chiếm 1 phần nhá. Chúng ta trong tổng cái chi phí của thành phẩm thì thằng này chiếm 2 phần, thằng này chiếm 1 phần. Thế thì ở đây sau khi chúng ta đã xuất kho đây rồi, các bạn nhìn thấy xuất kho bán thành phẩm để phục vụ sản xuất này, các bạn nhìn thấy không? Thế câu chuyện của chúng ta là chúng ta đã có giá thành phẩm, bán thành phẩm cho kho, chúng ta vào tính giá. Tính giá đâu rồi? Tính giá, ok, tính một phát tháng 1 nhá. Thế các bạn làm gì? Tính phát dòng, ok. Các bạn ấn refresh phát. À. Thằng này, thế cái thằng này lúc nãy nhập kho đã có chưa nhỉ? Đây rồi đúng không? Kho bán thành phẩm này đúng không? Bán thành phẩm này chúng ta khai báo nó là cái gì? Rồi, ok. Chúng ta kiểm tra lại cái phần tổng hợp nhập xuất tồn theo tài khoản 154. 154. Tháng 1 đi. Thành tiền sau khi chúng ta tính giá nhập kho này, nhập kho đã có giá đúng không, lưu lại này, nhìn thấy nhá. Kho bán thành phẩm này xem nào, giá xuất ra 10.000, xuất ra 12.000, chúng ta tính giá nhập kho cái. Tháng 1 đi. Đấy, nhìn thấy là nó ra được cái ngay cho các bạn đây. Chúng ta xem cái phiếu xuất kho, nó xuất kho phục vụ sản xuất là có chưa đúng không? Đây nó ra 102 triệu đây. Đây thì có này, các bạn nhìn thấy là 102 triệu nhá. Chúng ta xem cái báo cáo nha, bảng cân đối phát sinh là cái sổ cái mà tất cả mọi người đều quan tâm nhất. Đây có 102 đây rồi, các bạn nhìn thấy không? Có 102 sản phẩm. À 102 nghìn là giá trị đây rồi. Chuyển từ đâu? Từ tài khoản này, các bạn xem tài khoản lên 4 cấp nhé. Bạn đã nhìn thấy có 102 này là ở đâu? 102 này là từ tài khoản 1541 này, nhìn thấy không? Ghi có 1541 và ghi nợ 1542. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thế thì ở đây trong bảng giá thành nó hiện lên cái gì? Bây giờ chúng ta lại phải còn một cái nữa, chúng ta nhập kho cái thành phẩm. Đây, các bạn quan trọng lắm ấy, nhập kho thành phẩm này. Sản xuất thì các bạn mới có được là 31 tháng 1 này. Bây giờ mới nhập kho cái thằng này sản xuất ra được bao nhiêu gạch đặc này này. Thằng này cũng thế, gạch đặc hai lỗ này, kho 155 này nhá. 55, khó nhất ở chỗ này đúng không? Nhập kho thằng này thì các bạn nhớ là ghi nợ 155. Rồi, ok. Và ghi có tài khoản nào? 15422. Đây mới là cái quan trọng. Với 10.000 viên gạch thì chúng ta lưu ý là chúng ta sau khi hao hụt thì chúng ta còn 9.000 ấy rồi, 9.000 viên thôi. Thằng này 12.000 thì còn 11.200 rồi. Đấy. Đơn giá chưa tính nha các bạn. Thế bây giờ các bạn tính như nào? Các bạn làm giá thành như nào? Các bạn nhìn giá thành sản xuất này, nó rất là cụ thể chứ không phải là cứ
Trời ơi, đất hỡi ở đâu? Các bạn chả tính được giá thành, các bạn nhìn thấy không? Ok, các bạn nhìn thấy không? Cái cột này mới là cột quan trọng các bạn này. Màu vàng này, chữ màu đỏ này. Chữ chả thấy màu đỏ nhỉ. Đây, các bạn nhìn thấy cái cột này này. Các bạn chưa phát sinh một cái gì hết. Chưa phát sinh một cái gì về nguyên vật liệu bổ sung trong quá trình sản xuất cho đến nhân công. Thế bây giờ chúng ta chia cái chi phí chung, chúng ta còn hai cái chi phí chung là 627 627 2 đúng không? Chúng ta vẫn còn phải chia ra một tí nữa. Sáu hai bảy hai đây, ok, 52 triệu nhá. Chúng ta sửa lại phần bảng hệ số kết chuyển tỷ lệ rồi, ok, chúng ta vào tiếp này. Ở đây đối tượng tập hợp chi phí không có đúng không? Thế ở đây chúng ta chọn là chia thằng này ví dụ như 70 7%, thằng này 3%. Rồi ok, chúng ta chọn lưu này. Rồi, thế chúng ta vào tiếp cái chuyển lần nữa, cái chuyển phần này, cái chuyển chi phí này. Cái chuyển chi phí. Tiếp. Các bạn đã nhìn thấy ở đây chỉ có mỗi phải cái này mà là cái này. Cái này chúng ta khai báo tiếp cái này. Chúng ta khai báo tiếp cái tài khoản kết chuyển nhá. À, 3 này. Mã kết chuyển là 627 21 về 154. Nghiệp vụ này, kết chuyển chi phí, phân bổ chi phí nằm trong phần kết chuyển. Chúng ta kiểm tra thử vì chúng tôi đã thiết kế sẵn hết cái này rồi. Sáu hai bảy hai một năm bốn hai chuyển chi phí thì cần thử thế này chúng ta biết thôi. Cái chuyển chi phí này. Lệ trống ở đây. Ngay thiết kế sẵn hết rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ tạm dừng tại đây. Các bạn lưu ý là kiểm tra lại. Lại phần
phân bổ theo hệ số, à cái chuyển theo hệ số. Rồi, ok. Và các bạn like và theo dõi trang fanpage này để tiếp tục buổi sáng mai nhá. Không rồi các bạn không like và fanpage thì các bạn không biết đâu, không biết chúng tôi là làm cái gì, giá thành tiếp theo vào ngày mai thế nhá. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúng ta kết thúc nha. Bye bye các bạn nhé.